mà em tưởng anh bắn em chứ. Ê, khuya rồi còn đi đâu bận đồ diêm vui vậy? Em định rủ anh đi nhảy đầm. Cảm ơn. Tôi cũng phải dọn dẹp nè. Dọn dẹp cái đống vỏ chai mà không biết hồi nãy ai đập vô cái đầu tôi đó. Ông nghĩ không? Còn đau không vậy cưng? Sưng cục nè. Ai biểu vũ phu? Hồi nãy đánh tôi chút nữa là gãy thằng răng cửa rồi. Xin lỗi em nghe. Tại thương quá đó. Thương nhiều quá cho nên tình yêu nó mới nóng bỏng. Anh thương cho chị không? Nói rồi. Không. Nói lại đi. Anh thương em có nhiều không? Nhiều. Càng ngày sẽ thương càng nhiều. Càng ngày càng nóng bỏng hơn. Là sao? Là ngày nào cũng thương. Ngày nào cũng phải giọng vô mặt cô dài quả đấm. Vậy thì em sẽ mua vài chục cái vỏ chai. Thế nào anh cũng phải mua thêm 10 cái cán chổi. Anh ơi, nhà mình dao lục hết rồi, phải mua vài chục con dao nữa. Trước sau gì cũng phải mua cây súng. Em sẽ đặt mua một thùng thuốc nổ. Cái gì thuốc nổ? Hả? Thuốc nổ cái gì? Mình muốn phá tan sự nghiệp của tao hả? Con đàn bà khốn nạn kia. Ai biểu? Đàn ông không biết ga lăng. Người ta là phụ nữ mà không biết cưng chiều hết trơn à. Tôi cho anh biết được chưa? Đàn bà có thể làm nổ tung trái đất này ra. Xin lỗi. Anh biết lỗi của anh. Anh hứa với em, kể từ giờ phút này không bao giờ anh làm cho em đau. Đau à? Xin lỗi. Không bao giờ anh làm cho em đau. Cảm ơn anh. Em bị đòn quen rồi. Em đâu có thấy đau đâu. Em xin lỗi nha. Xin lỗi em nghe. Trời ơi, giờ cái mặt của em cười thấy thương dữ. Trời ơi, thương quá trời luôn. Cảm ơn anh nhiều. Anh thương em ít ít thôi. Anh ơi, ví dụ như em với anh đó, hai đứa mình đi trên tàu á, em té xuống biển. Vậy anh thì anh có... Thì anh sẽ cúng con heo. Đúng ra đi. Trù tôi chết cúng heo hả? Không. Cúng con heo giái cho cứu được em á. Vậy, vậy anh có nhảy xuống biển để ẵm em lên không? Ngày nào không được ẵm. Đụng cái ẵm. Anh à, với em nói là anh nhảy xuống biển á để anh ẵm em lên á. Ở dưới biển hả? Ướt nhẹp và hứng thú gì đâu mà ẵm. Càng ngày tôi mới thấy rõ con người của anh. Chỉ ham muốn xác thịt không à. Anh thương yêu gì tôi? À, không, thương chứ. Thương dữ lắm à. Thương nhiều lắm á em. Tại em không biết hết thôi. Bây giờ nha, để chứng minh cho em thấy nha. Bây giờ anh sẽ đưa em ra ngoài biển. Rồi anh xô em xuống biển. Lúc đó em sẽ thấy anh nhảy xuống dưới biển nè. Khỏi cần nhảy xuống biển cho xa. Chút nữa anh nhảy xuống cống đó, anh mò cho em chiếc nhẫn em mới làm rớt là được rồi. Chuyện đơn giản vậy, nhờ ai cũng được mà. Có được anh, ta rớt xuống ta lụm được, ta nuốt vô bụng thì sao? Mà chiếc nhẫn nào làm quan trọng vậy? Chiếc nhẫn đính hôn của em với anh đó. Trời ơi, cái nhẫn hột sọ 1 carat chính của tôi, biết nhiêu tiền không? Đúng là con đàn bà phá của mà. Đập thêm một trận nữa mới được. Dám đập không? Đừng rồi tôi cho anh ăn dĩa bài của tôi nè. Dĩa bài cái gì? Tôi đập một trận cho mày coi nè. Đập đi. Ừ, đây nè. Đập đi. Đập đi. Đập đi. Đập đi. Đập quá đó ngoài đi. Đập đi. Đừng nghe. Tụi bay làm cái gì vậy? Hả? Quá đáng mà. Thiệt là quá đáng mà. Dám hẹn nhân tình tới nhà của tôi phải không? Cái tướng gì mà nhân tình của tôi ha? Chê tôi xấu, tưởng sao quen cái con nhỏ không có ra gì hết trơn á. Không biết ăn cái giống gì mà mặc với heo. À, tụi bây giờ ăn quýnh lộn phải không? Hồi nào, ham ăn như mày à, giờ ăn. Vậy là cái con nhỏ này. Không mớ tới mày. Im. Hồi nãy tụi bay quýnh lộn, tao bắn một viên đạn cảnh cáo. Mà tụi bay còn quýnh lộn nữa hả? Bây giờ cái súng của tao còn một viên đạn, tao sẽ bắn một đứa tụi bay chết. Đứa nào muốn chết? Tụi. Mày hả? Không muốn chết. Vậy là con nhỏ này. Biết ai ác nhân ác đức đưa cái súng cho con khùng đó trời ơi. Cái mặt con khùng này là khùng ngu rồi. Mày nói cái mặt tao làm sao? Tôi nói cái mặt của con khùng đẹp. Khùng mà đẹp. Con nhỏ kìa đứng im. Tôi đâu có đi đâu. Tôi cũng khen con đẹp nữa. Đẹp lắm. Mày mà bước tới tao bóp cò à. Không có bước. Tụi bay tính đi.
mày đi quan kia. Tôi hả? Đây, tao bắt đây. Tôi đây. Đây. Tụi bay tính đi. Đứa nào chết, tao đếm từ 1 đến 30 là tao bắn một đứa tụi bay chết. Là hết lộn xộn. Nó biết nói câu này. Con này đâu có khùng. Một. Tôi hứa với con, tôi hứa với con là từ bây giờ tôi không bao giờ gây lộn nữa. Tôi thề với cô là tôi không có đánh lộn nữa đâu, tôi thề á. Hai. Chết rồi, chết rồi. Mày nói ai chết? Tụi tôi chết, tụi tôi chết. Trời ơi, bắn á. Trời ơi, đừng có ơi. Bắn chúng tôi làm gì tội lắm cô ơi. Đúng rồi, tội lắm cô ơi. Tội quá cô. 3, 4, 5, 6, 7. Thôi thôi. Đang nghĩ thê thảm như vậy mà còn không tha, đếm lẻ quá là sao? 8, 9. Chín rồi, tính mấy? Dạ 10. Ngu. Mày nói ai ngu? Con này ngu. Con này ngu, nó ngu lắm, đừng có hỏi nó. Vậy chín rồi, tính mấy? Tới 4. 4 hả? À. Vậy thì 8, 9, 10. 4. 14. Ê, đếm lộn rồi. Đếm chặt rồi, căng gian quá. Tao mà đếm lộn hả mày? Ừ. Tao đếm cho mày nghe nè. 14, 15. Còn có nửa cục đời. Kích nó gì chị, nó đếm thêm rồi. Tôi tìm em con. Nhỏ kia qua kìa đi. Nhanh lên. Mất lịch sự. Mày á. Tôi chưa nói tiếng nào mà. Đeo cài gạt vô đàng hoàng mới nói chuyện với phụ nữ. Tôi làm không được. Cột nó vô. Chặt chút xíu nữa. Chặt nữa. Bớt lại. Được rồi. Mặc áo vô. Bận áo nữa. Ừ. Để qua. Bận liền. Quen em tới giờ. Vợ mày đằng kia kìa. Phải bà này không cô? Nó đó. Em. Anh. Từ lúc quen em tới giờ, anh lúc nào cũng thương nhận. Nói nhỏ quá không nghe. Anh có thể hy sinh mạng sống của anh. Lớn quá. Nhưng mà. Em biết. Em biết anh là người đàn ông tốt nhất trên cuộc đời này. Nhưng mà em la lớn. Nó bắn một cái là bể đầu. Em sẽ tha thứ tất cả những lỗi lầm của anh gây ra cho em. Chẳng là gì khi đời là bể khổ. Chết là hết. Chết là được giải thoát tất cả những lỗi lầm trên cuộc đời này. Em sẽ hy sinh trở lại làm tròn bổn phận người vợ hiền. Anh yên tâm đi chết đi. Em sẽ làm đám ma cho anh thiệt là lớn. Còn nhỏ lớn. Bóp cổ là tao bắn mày à? Dạ không có con, đâu có bóp đâu. Không có. Nó chơi anh Giang. Nó chơi bóp cổ thôi à. Anh Giang. Mày mét tao cũng bắn mày luôn á. Tôi kêu ai chết trước đi cho sướng, không chịu. Em. Anh không đánh lòng sướng. Anh không nỡ lòng nào chết đi lên thiên đàng hưởng phước. Bỏ lại em thân gái cô đơn một mình trên cõi đời này đau khổ này. Anh không đành lòng nữa. Thôi đi. Tình nghĩa vợ chồng. Anh nhường em chết trước. Anh ơi. Em mà đi trước anh á. Em chết trước anh á. Là em sung sướng lắm. Chết đi. Nhưng mà em chết rồi. Ai lo cơm nước cho anh đây. Cho nên anh đi trước đi. Không sao đâu em. Anh. Ăn cơm tiệm. Không có được đâu. Anh ăn cơm tiệm rồi anh ốm o gầy mòn. Không có em đó. Tối anh ngủ không có được. Rồi mấy con nhỏ kia đó hả? Nó vô nó lây bệnh cho anh. Rồi anh sẽ chết trong đau khổ. Không được đâu. Em phải nhường anh đi trước. Em phải nhường anh đi trước. Anh đi trước đi anh ơi. Em chết trước à. Anh không chịu rồi, em chết trước à. Anh đi trước đi anh. Em chết trước à. Em chết trước. Mất nết vô giữa. Mắt mở thao láo ngái à. Tôi ngái hồi nào đâu. Ngái cái gì đó. Đâu có đâu.
Nó ngủ rồi. Nói nãy giờ. Vô lấy cây súng. Nhà mình đâu có súng. Cô ngu. Đánh đi, nó bắn bể đầu bây giờ. Để cây súng của nó kìa. Thôi, bà nó làm bộ ngủ. Thức vậy, bắn tôi sao? Em gái vô lấy cái súng đi. Không, mình vô đi. Súng không lấy, lấy đồ guốc là cái gì? Lấy lộn. Guốc gì mà làm y vô cái súng vậy trời? Vô lấy lại đi. Thôi một lần là sợ lấy bà nội rồi. Trời ơi, lập ơn lập phước lấy giùm tôi đi. Nhâm lấy lấy đi. Nhâm lấy lấy. Nhâm lấy. Cái gì vậy? Tụi bay làm gì? Không có gì hả? Không có gì, không có làm gì. Không có gì hả? Đứa nặng hết chùm nhau của tao rồi. Không có. Hồi nãy cô vô cô ăn hết rồi mà. Tao đâu có ăn đâu. Vậy là mày. Không có. Không có ăn. Tao kể áo cho tôi. Ông biết bắt định chùm nho cho tao. Tụi bay ăn hết chùm nho của tao rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Để chị chạy ra ngoài chị mua nho khác cho em ăn nha. Ê, đừng có đi, đừng có đi. Không, đừng có đi. Con này mua nho chua lắm. Tôi mua cho. Tôi mua hai chùm thiệt là ngọt. Hai chùm hả? Không được, không được, không được. Tôi sẽ mua cho cô ba chùm nho thiệt là chính. Ba chùm hả? Không, đừng có đi, đừng có đi, đừng có đi. Hai tôi mua bốn chùm. Bốn chùm hả? Bốn chùm. Nghe quen quá. Bốn chùm. Anh nhớ rồi. Hả? 8, 9, 14. Trời ơi, ngu quá. Tự nhiên nhắc con số 4 chứ trời ơi. Đứa nào chết ngồi xuống dưới đây cho tao bắn. Thằng này. Không phải cô, không phải cô. Con này nè cô, tôi tính kỹ rồi cô. Con này đáng chết nè, bắn nó liền đi cô. Không, cô đừng bắn tôi. Cái thằng này nè, cái thằng này nói là một thằng đàn ông bỉ ổi nhất trên thế giới. Không phải, không phải. Con này nè cô, con này là con đàn bà chứ bằng hư hỏng nhất loài người. Không phải. Cô mà để thằng này còn sống sẽ hại cuộc đời của cô. Cô mà để con này sống á hả? Thế nào nó cũng bán cô vô lầu xanh. Chính mắt tôi thấy hồi nãy nó ăn chùm nho của cô đó. Không tin cô bắn nó chết đi. Hổ bụng nó ra, trong bụng nó nho không à. À đừng, đừng. Cô ơi, hồi nãy á, lúc mà cô đang ngủ á, tôi thấy cái thằng này nè, nó làm cho cô có bầu. Nó làm tôi có bầu hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt, không tin là cái bụng cô nè bự trình bình nè, thấy chưa? Bụng bự là có bầu hả? Ừ. Vậy là mày làm tao có bầu từ lâu rồi. Đừng có. Nó còn xé cái áo cô nữa đó, tôi thấy rõ ràng. Không biết đâu, bất tình cái áo cho tao đi á. Tôi mua cô cái áo khác, thiệt là đẹp. Coi, cô đừng có tin nữa nha. Cái thằng này nè, chuyên môn hiếp dâm phụ nữ. Mà phụ nữ nào đẹp á là nó hiếp dâm hết à. Cái thằng này nè, bắn nó đi cô. Không có đâu cô, đâu có đẹp đâu mà tôi hiếp. Mày hiếp dâm tao có bầu phải không? Nói không có. Vậy là tao phải bắn mày. Hồi nãy tôi đếm tính mấy rồi? Tôi hai. Nó ăn gian đó cô. Cô điểm tới 14 rồi. Vậy là mày xạo. Không có xạo, tôi không có xạo. Con này mới xạo nè. Cô điểm tới 15 rồi. Không phải đâu. Nó dốc với cô đó. Hồi nãy tôi nghe 16 rõ ràng. Trời, con này nó xảo nguyệt quá. Không phải 16, 17 rồi cô. 17 hả? Thề nè, 17 18, 19, 24. Ê, đồn gian. Ăn gian. Điếm lộn rồi mày. Điếm lộn rồi. Đồ mập. Hai tụi bay ăn hiếp tao phải không? Ăn hiếp đi. Nó sợ rồi, nó sợ rồi. Tiếp tục tấn công rồi, nó sợ. Đuổi ra khỏi bỏ nhà. Xuống dưới. Mày bỏ xuống dưới. Ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà tao. 25. Không sợ.
26. Bắn đi. Bắn đi. 27, 28, 93. Rồi một số nữa là nó bắn rồi. Con kia con mắt nó lé xẻ, nó dám bóp cò lắm. Hả? Bên này nè cô ơi. Em chậm chậm lại. Cho chị tâm sự với em đôi lời. Chị với em dù sao cũng là phận gái. Mình bị cái lũ đàn ông này nè, nó làm khổ. Em nỡ lòng nào em bắn một người cùng giới với em. Em ơi, em tha cho chị đi. Chị hứa với em, chút nữa chị dẫn em đi shopping nè. Em muốn mua cái gì chị cũng mua hết. Mua nhiều quần áo đẹp lắm. Đừng bắn chị nha cưng. Bắn đi. Em chỉ thích đôi giày của Barbie Girl ạ. Rồi rồi rồi, chị sẽ mua cho em 100 đôi luôn. 100 đôi. Mà mang vừa không? Em có nè, mà mang không vừa nè. Mang không vừa là em bắn á. Không, ba bị bà ngoại em mang vừa. Mang vừa. Bảo đảm, em bắn nó đi em, chị em đi mua. Bắn nó đi nè, nó bị. Em bắn đó. Thôi đừng bắn, đừng bắn. Cô đừng có nghe lời cái con này. Con này chuyên môn mua đồ on sale không à. Đi casino lần nào nó cũng quýnh bài lắm hết trơn á. Cô đừng có bắn, đừng có bắn, cô đừng có nghe lời con này. Bắn nó đi cô. Ý, nó ăn chùm nho của cô, nó ăn cắp chùm nho cô giấu trong áo rồi còn lú mấy cái lá nè. Cái áo vậy. Thằng này nó gạt cô nè, nó chạy trốn á, cô bắn nó đi, đừng có bắn tôi. Vậy là mày, tao phải bắn mày 30 bước. Tao bắn được mày rồi. Chết anh đau như đứt từng đoạn ruột. Lũng chỗ nào vậy không thấy. Sao không thấy máu chảy vậy hết trơn trời. Tôi không có nghe đau đớn gì hết trơn vậy. Vậy là sao? Vậy là sao? Trời ơi, lũng cái đùng vậy mà không có đau đớn gì hết trơn. Trời ơi, súng giả. Trời ơi, thiệt là tức mình ghê. Súng giả mà tiếng nổ quá trời làm hết hồn luôn. Con khùng này là mất thời giờ. Không có mất thời giờ. Cũng nhờ con khùng này nè mà tôi biết được tình yêu của anh đối xử với tôi như vậy. Chỉ có cây súng giả thôi mà anh nỡ lòng nào anh chửi tôi thậm tệ như vậy. Thì em cũng chửi tôi như tát nước vô mặt vậy. Qua cơn hoạn nạn rồi em. Vợ chồng mình giống nhau có cái lưỡi. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Miệng không dành, méo mó tươi tung. Đúng rồi. Đứa nào chết? À, con này nè cô. Thằng này nè cô. Khốn nạn này nè cô. Này. Thẹn thùng bàn tay lơi, em đứng trên cầu trời vơi. Anh rớt xuống dòng nổi chơi, cho một người một nơi. Anh dòng khơi em mắt nhỏ lệ.